Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, nhân viên kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đến với clip ngày hôm nay thì Duy sẽ cho các bạn xem một cái phối màu rất là đẹp của chiếc xe Mercedes-Benz C200 2019. Thì với cái clip trước đây thì Duy đã review đánh giá cái xe Mercedes-Benz C200 2019 này rất là chi tiết rồi. Nếu các bạn nào mà chưa xem thì Duy sẽ để cái link ở đây cho các bạn xem nha. Và bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem chiếc xe Mercedes-Benz C200 2019 này, coi cái phối màu nó đẹp như thế nào nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Đây là chiếc xe Mercedes-Benz C200 2019 với phối màu là màu trắng. Bởi vì cái xe Mercedes-Benz C200 này được thiết kế theo phong cách thể thao, cho nên là các bạn thấy là cái màu trắng cực kỳ hợp với cái thiết kế của chiếc xe này. Thì các bạn thấy là cái màu trắng này được kết hợp cùng với cái mâm xe màu đen, thì có thể nói đây là cái phối màu mà có thể nói là rất là đẹp và được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất. Với chiếc xe Mercedes-Benz C200 màu trắng đi với cái bộ mâm màu đen này, nếu mà chiếc xe của chúng ta nó sẽ hoàn hảo hơn thì Duy nghĩ là ở trên cái phần mua xe các bạn, nếu mà các bạn dán thêm cái màu đen toàn phần nữa thì mình nghĩ là chiếc xe của chúng ta sẽ đẹp hơn. Vì sao chiếc xe Mercedes-Benz nói chung và chiếc xe Mercedes-Benz C200 2019 này nói riêng thì cái màu sơn trắng được là cái màu sơn mà được nhiều khách hàng lựa chọn nhất? Bởi vì là các bạn biết là khi mà chúng ta sử dụng xe một thời gian á, thì những cái vết xước, những cái vết xoáy ở trên cái bề mặt sơn á, thì chúng ta không thể nào né tránh khỏi rồi. Thì những cái màu sơn sẫm hơn, chẳng hạn như là màu đen hoặc là những cái màu có phần nước sơn sẫm á, thì các bạn thấy là những cái vết xước, những cái vết xoáy đó khi mà chúng ta đậu xe ngoài nắng hoặc là rọi đèn vào á, thì chúng ta thấy rất là rõ những cái vết xước đó. Tại vì những cái vết xước đó thực sự là nó rất là mờ các bạn. Nhưng mà đối với chính chiếc xe màu trắng á, thì các bạn sẽ không thấy được những cái vết xước đó, rất là khó. Tại vì cái màu sơn màu trắng á, nó phản xạ lại cái ánh sáng các bạn. Mắt ta khi mà chúng ta mắt chúng ta mà nhìn vào cái phần màu sơn màu trắng á, thì chúng ta sẽ rất là khó thấy những cái vết xước nhỏ đó. Đó, thì đối với những cái chiếc xe mà có những cái vết xước đó thì cái cách mà để xử lý những cái vết xước đó cũng cực kỳ đơn giản thôi các bạn. Thì khi mà chúng ta đi một thời gian, chúng ta có thể là đánh bát lại hoặc là chúng ta có thể là phủ nano thì bảo vệ lớp sơn cho chúng ta bền màu và giảm chảy xước hơn. Thì mình thấy là cái nano nó rất là hiệu quả trong cái vấn đề mà bảo vệ nước sơn chúng ta. Thì ở Mercedes-Benz này chúng ta cũng có một cái loại nano mà chuyên dùng cho cái chiếc xe của Mercedes này. Thì các bạn thấy là hầu như là đa phần những khách hàng bên Duy khi mà mua chiếc xe đều có trang bị thêm cái phần phủ nano này. Và một cái điểm nữa là cái xe màu trắng á, khi mà thống kê trên thế giới á các bạn, thì cái xe màu trắng lúc nào cũng có cái mức độ va chạm ít hơn so với những cái chiếc xe màu khác, và đặc biệt là những chiếc xe màu tối hơn nó sẽ có cái mức mà va chạm nhiều hơn. Thì các bạn biết là cái chiếc xe màu trắng nè, thì khi mà chúng ta đi vào ban đêm á, đèn nó rọi vào á, thì cái màu trắng này nó phải còn phản xạ lại cái ánh sáng nữa các bạn. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta đi ban ngày đi, thì cái chiếc xe màu trắng á, thì nó cũng sẽ làm cho cái người đối diện của chúng ta tập trung hơn và tránh cái việc mà sao lãng nhiều hơn.
Đó thì mình nghĩ đây là một cái thống kê cũng 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 đúng thôi, tại vì các bạn thấy là lúc nào cái xe màu trắng thì cái xe màu đen thì nó cũng sẽ khác nhau rồi mà. Các bạn thấy không, phía sau là cái xe màu đen nè, còn phía trước là cái xe màu trắng nè. Đó thì các bạn thấy màu trắng lúc nào nó cũng sẽ nổi bật hơn rất là nhiều. Thì mình cũng có một cái khách hàng thì đang đi cái chiếc xe Mercedes-Benz ML350. Thì chiếc xe này anh khách hàng của mình đã mua năm 2012 rồi, thì đến nay cũng được là 7 năm. Nhưng mà khi mà nhìn vào chiếc xe của anh ta thì các bạn thấy là cái màu sơn của nó hầu như là còn giống như là mới xuất xưởng luôn, rất là đẹp. Bởi vì anh khách hàng mình có một cái thói quen là chỉ rửa xe ở nhà thôi các bạn, bởi vì là cái gara của anh ta là có rất là nhiều cái thiết bị coi như là để vệ sinh cái chiếc xe, nào là máy rửa xe áp lực cao, nào là máy xịt bọt tuyết, rồi những cái dung dịch mà anh ấy là mua từ ở nước ngoài về. Thì sở thích của anh khách hàng của mình là thích vệ sinh xe các bạn, bởi vì cái công việc vệ sinh xe đối với ảnh cũng giống như là một cái niềm vui vậy đó. Thì mỗi lần mà ảnh đến mà ảnh chở mình đi đâu á thì mình thấy là rất là ngại, bởi vì khi ngồi lên chiếc xe của anh ấy, bởi vì chiếc xe ảnh quá sạch và quá đẹp luôn đó. Các bạn thấy là nếu mà chúng ta có nhiều khách hàng nghĩ là cái xe màu trắng nó sẽ dơ hơn, dễ dơ và dễ bị cũ, thì không hẳn các bạn nha. Màu trắng nếu mà chúng ta biết cách vệ sinh, biết cách mà giữ gìn, thì cái màu trắng hầu như nó còn giữ màu đẹp hơn so với những cái màu khác rất là nhiều. Thì quay lại với chiếc xe Mercedes-Benz C200 2019 này, thì Di sẽ cho các bạn xem bên trong cái nội thất của chiếc xe này. Với chiếc xe Mercedes-Benz C200 2019 này thì các bạn thấy là bên trong là được phối màu là màu vàng kem. Các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz C200 này, ngoài cái ghế màu kem thì các bạn thấy là ở những cái chi tiết chẳng hạn như là táp lô nè, những cái chi tiết trên cánh cửa nè, thì cũng được phối màu thêm là màu đen. Đó thì để làm nổi bật thêm cái nội thất của cái xe, cũng như là làm cho chiếc xe của chúng ta trở nên là tinh tế và sang trọng hơn rất là nhiều. Và chiếc xe Mercedes-Benz C200 2019 này được ốp một cái loại gỗ là gỗ màu đen mờ các bạn nhé. Thì cái gỗ màu đen mờ này thì nó sẽ không xa lạ với chúng ta đâu, bởi vì hiện tại là trên chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 cũng được trang bị ốp gỗ này, cũng như là chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG cái phiên bản 2018 á, thì cũng đã ốp gỗ cái loại gỗ này rồi. Thì các bạn biết là cái gỗ mà mờ thì nhìn cái nội thất của chúng ta nhìn nó trẻ trung, nhìn thể thao hơn, và đồng thời nữa là cái gỗ mờ các bạn nó sẽ hạn chế được cái vấn đề mà chạy xước luôn. Đó các bạn thấy mà khi mà chúng ta mà sử dụng những cái gỗ mà bóng á, khi mà chúng ta lau vệ sinh xe này nọ thì chắc chắn luôn các bạn không thể tránh khỏi cái vấn đề mà bị bết xước. Đó thì cái màu đen này thì thứ nhất là không để lại dấu tay, không bị bết xước luôn các bạn, thì mình thấy nó rất là ok. Cho các bạn xem cái khoang sau đây. Đó, đây là cái khoang sau của chiếc xe Mercedes-Benz C200 2019 này. Thì bởi vì cái clip trước thì Di cũng đã nói rất là kỹ về các tính năng của chiếc xe này, sử dụng như thế nào, rồi bên trong bên ngoài nó ra sao, thì cái clip này thì Di cũng sẽ không có nhắc tới nữa, thì chủ yếu là cho các bạn xem cái phối màu thôi. Thì nếu các bạn nào mà chưa xem cái clip mà Mercedes-Benz C200 2019 á, thì các bạn xem nha, Di sẽ để cái link ở đây. Các bạn thấy không, rất là đẹp luôn. Thì cái vô lăng này là cái vô lăng màu đen các bạn nha. Mặc dù cái ghế là màu kem nhưng mà cái vô lăng của chúng ta màu đen. Bởi vì cái vô lăng màu đen á, chúng ta sử dụng mà bao nhiêu năm nữa thì nó cũng sẽ không có bị ố, không có bị gọi là bẩn. Đó, nếu mà chúng ta sử dụng cái vô lăng màu kem thì các bạn biết rồi, cái tay của chúng ta thường xuyên có mồ hôi, thì cái vấn đề mà để lại cái vết ố, vết thâm ở trên cái vô lăng là cái vấn đề đó là chuyện bình thường. Đó, nhưng mà Mercedes-Benz họ thiết kế cái vô lăng này màu đen rồi, thì các bạn yên tâm mà sử dụng lái xe luôn. Thì có nhiều khách hàng mà khi mà mua chiếc xe về hay là bọc cái vô lăng lại các bạn, thì mình khuyên các bạn một điều là các bạn đừng có nên bọc lại làm chi hết, tại vì khi mà chúng ta bọc lại là chúng ta đánh lái cảm thấy rất là khác rồi. Bởi vì cái xe Mercedes-Benz của chúng ta là cái phần mà cảm giác lái khi mà đánh lái vô lăng các bạn thấy rất là sướng, nhưng mà khi mà chúng ta bọc cái vô lăng đó vào rồi là chúng ta cầm thấy nó sẽ không có đã hơn rồi.
thì các bạn thử, nếu mà các bạn mà không có tin đó, thì các bạn thử cái này nha. Và bây giờ Duy xin được phép kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì liên quan đến chiếc xe Mercedes-Benz thì các bạn có thể comment ở cho mình ở bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Còn nếu mà các bạn quan tâm đến cái chương trình khuyến mãi cũng như là được lái thử cái xe này thì các bạn hãy có thể gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0914653979. Và các bạn đừng quên bấm nút like, nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz nha. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.